Bạn có biết tổng thống các nước thích ăn đồ ăn Trung Quốc đến mức nào không? Bà đơn thích ăn mì xào với đồ nguội, thậm chí bà Cân còn trở thành đệ tử và học cung phu cà tinh. Nixon không chỉ hấu ăn mà còn ham uống rượu, xiết đốt nhà trắng cùng bao đài. Tiếp theo, chúng ta hãy xem tổng thống của các quốc gia khác nhau yêu thích món ăn Trung Quốc đến mức nào. Xét mì đầu tiên của bà đơn. Nhìn lối vào tấp nập của quán khô chiên, tôi biết mùi vị của quán này chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng ý ông là sao? Ông già bà đơn, nếu ông không xếp hàng, Đừng nói với tôi rằng chiếc mũi già của ông thực sự rất tốt. Bắc Kinh là một thành phố lớn đến nỗi bạn có thể ngửi thấy và đến đây. Hãy vào và nhìn xem, ồ ồ ồ, có khá nhiều người nên tôi cảm thấy hơi xấu hổ trong giây lát và nhanh chóng xin lỗi những người đang dùng bữa ở đó. Xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của mọi người. Không sao đâu, không sao đâu. Im lặng đi, ăn đi, không sao đâu. Mọi người đều muốn dùng bữa ở đây trong yên bình. Đây là Bắc Kinh. Sau khi ăn xong, chúng ta nhanh chóng ngồi xuống và gọi đồ ăn, chắc là đói lắm rồi. Dao trộn vừa được bưng ra, tôi hơi sửng sốt chẳng lẽ là tôi đọc nhầm biệt sao đúng không những ký tự lớn cho món khô xào cũng đúng tại sao ba đơn lại gọi bánh mì trên với nước sốt trên và một vài món nguội ngon quá mọi người đến đây để ăn món cơm khô xào đặc trưng nhé còn bạn thì sao chuyên chọn ra những món người khác không ăn nhưng không nói cho tôi biết dù đó không phải món đặc trưng nhưng hương vị mì xào rất ngon từ đó đã có rất nhiều cư dân mạng đến check in khi vào xin ông chủ một suất ăn bà ân vị trí thứ hai muôn ghê đến in thực tế nhất Buổi sáng ngày lạnh nên ăn gì? Đó phải là sữa đậu nành và que tiếp nhiên liệu. Môn ghê đến in đã yêu thích món này trong chuyến đi thăm hoa. Tôi đến quán sữa đậu nành này cùng với vợ tôi là người khác giới. Đừng nói điều đó. Tại sao bạn cảm thấy đó không phải là trường hợp? Quên đi, tôi vẫn thích bột chiên với sốt cà chua, đừng cố thuyết phục tôi. Không ngờ tôi đã tính toán sai, ăn xong que bột chiên tôi không thể nhịn được nữa. bạn đã phục vụ tôi món bánh bào hấp, vậy, vậy có nên ăn hay không? Bụng đầy hơi, khó tiêu sau khi ăn quá nhiều. Đi họp lại ở xì hơi, thấy ghê quá nên bỏ ăn. Tôi không muốn lộ mặt với bất kỳ ai và các phương tiện truyền thông đã lan truyền và đổ lỗi cho tôi. Chắc họ nói tôi kén ăn, lãng phí đồ Quên ăn. đi, xin lỗi ông chủ. Cùng nhau chụp ảnh, đóng gói và mang đi. Thứ ba. Nếu con trai thừa kế di sản của cha thì tại sao lại nói là thừa kế di sản của cha? Nó phải bắt đầu với việc Buxi Senior giữ chức vụ giám đốc văn phòng liên lạc ở Trung Quốc. Kể từ đó, Buxi thường xuyên đạp xe cùng vợ là bác Bơ tìm kiếm những món ăn ngon trên đường phố và ngõ hẻm của Mặc Bắc Kinh. Mặc dù anh ấy đã ăn khắp Bắc Kinh. Về món tôi thích nhất chắc hẳn phải là xếp 4 món, vịt quay Bắc Kinh tô muối tiêu, sườn cừu thơm phức và đậu xanh xào là những thứ bạn sẽ không bao giờ quên. Ngay cả con trai ông là gốc đa bần cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mình. Anh ấy chỉ đơn giản ăn bất cứ thứ gì cha mình ăn và không bao giờ tỏ ra thương xót khi nói đến đồ ăn Trung Quốc. Chắp, được mệnh danh là kẻ giết người ăn bánh mì kẹp thịt, đã đến Trung Quốc và chỉ ném chiếc bánh mì kẹp thịt vào tay mình. Làm sao một chiếc bánh hamburger có thể có hương vị giống đồ ăn Trung Quốc? Vị trí thứ tư Tình yêu của chắp đối với bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên có thể nói là tương đương với tình yêu của một bậc cha Họ mẹ không tái chỉ sinh. ở bên nhau trong mỗi bữa ăn mà thậm chí còn tổ chức một bữa tiệc ăn bánh mì kẹp thịt và khoai nhưng tây chiên. Nhưng kể từ chuyến thăm Trung Quốc của chắp, mọi thứ đã thay đổi. Bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên trên tay tôi không còn ngon nữa, hóa ra gà công bảo chính là cha ruột. Chắp nói với các phóng viên rằng ban đầu ông muốn kết thúc bữa tối chiều đãi sau 25 phút. Nhưng nó ngon đến mức tôi đã ăn nó suốt 2 tiếng đồng hồ. Ở vị trí thứ năm, mỡ cân tự học gong bao ghi đinh, chắc vui vẻ ăn uống vỗ nhẹ đậu rồi về nhà tôi không biết tin đồn từ đâu ra rằng Mơ cân cũng muốn ăn gà găng bâu thậm chí còn đến chợ ẩm thực thành đô để mua rau và gia vị sau đó tôi theo đầu bếp và học cách làm món gà gong bao tôi không chỉ ngừng chảy nước dãi mà còn có được cảm giác thành tựu mạnh mẽ bà nói muốn về nhà nấu ăn cho các con bà mơ cân thực sự không thể giấu được niềm yêu thích đồ ăn trung quốc mơ cân từng tới thẩm dương bữa tối có một đĩa dưa bắp cải và thịt heo hầm cùng bún đây là món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc. Không ngờ bà Mơ Cân lại rất thích vị chua và ăn xong lại thêm một đĩa nữa. Bà Mơ Cân đã trở lại Trung Quốc 12 lần trong 16 năm cập trung bình mỗi năm tôi phải đến thăm Trung Quốc một lần. Tôi đến, tôi lại phải đến một thành phố. Khác. Bằng cách này bạn có thể đếm thử thức ăn từ các vùng khác nhau. Những chuyến viếng thăm thường xuyên như vậy đã đưa chúng tôi đến gần hơn với tình hữu nghị và sự hợp tác. Cựu Thủ tướng Anh cảm ơn, cậu bé người Anh chính gốc này không sợ ăn cay. Khi đến Trung Quốc sẽ làm món lẩu cay, món ăn kèm của cậu nhất định phải có viên rau mùi. Cảm ơn và nhìn vào nhà hàng lầu này, ngay khi bước vào cửa, bạn có thể thấy rất nhiều yếu tố của Thủ tướng, các tác phẩm trên tường, quốc kỳ trên bàn ghế và tên của cảm ơn, và thậm chí còn giữ lại và nâng cấp cảm ơn đội đôi. Thứ hai, ngay cả thịt viên ngỏ trước đây cũng đã được đổi tên và hiện được gọi là thịt viên Thủ tướng, đã trở thành đặc trưng của cửa hàng này. Bậc thầy tiếp thị. Kể từ đó đến nay, ông ta đã lần lượt mở hơn 400 cửa hàng. cảm ơn chắc hẳn không hề biết rằng vì lòng tham của mình mà một cửa hàng đã nhanh chóng. Nixon không chỉ háu ăn mà còn ham uống rượu mao đài không bỏ được mà còn xiết đốt cháy nhà trắng sợ đến mức không dám uống nữa sun là tổng thống mỹ đầu tiên đến thăm trung quốc nước ta đã nỗ lực rất nhiều để tổ chức bữa tối trung quốc lúc đó chưa tốt lắm tôi không biết rõ về nước mỹ cũng không biết khẩu vị của người mỹ nhưng tôi nghe nói họ thích ăn tôm nên các đầu bếp đã vắt óc tạo ra món tôm áo trắng này thực sự đã khiến nixon ăn vào giả dày của anh ấy độc quyền bạn thậm chí không cần phải mang theo đũa Ăn cho đến khi ăn hết, nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần nấu đơn giản, đừng nhìn tôm áo trắng thông thường, tôm xanh được vận chuyển khẩn cấp từ hồ hông, giữ cho chúng tươi và mềm. Bắp cải là bắp cải địa phương mới mọc, tươi, sảng khoái và thơm ngon. Nhưng điều làm Nixon ấn tượng nhất chính là món muta trên bàn. Thủ tướng Chu nhìn thấy, hai mắt sáng lên, biết hôm nay Nixon ăn uống ngon lành, trước khi đi còn đưa cho Nixon một hộp muta, bởi vì hộp muta này thậm chí còn chưa đóng. Được, hãy biến nhà trắng thành cho bụi. Thì ra trong bữa tiệc của Trung Quốc, thủ tướng Chu đã khoe một nắm mao đài với Nixon, rót rượu vào bát rồi dùng bật lửa châm lửa, rượu trắng trông như pha lê bắt đầu cháy, điều này khiến Nixon vô cùng kinh ngạc, người uống rượu vang đỏ và rượu ngoại mỗi ngày. Vì vậy, sau khi trở về Trung Quốc, Nixon cũng muốn học thủ thuật này, nhưng người Mỹ có ít bát cơm và hầu hết đều dùng đĩa, nên Nixon đổ mâu te vào đĩa và đốt lửa, không ngờ đĩa lại mỏng và giòn như vậy, rằng nó được chiên trực tiếp. Rượu đã châm lửa và đốt cháy khăn trải bàn kích hoạt thiết bị báo động và gần như phá hủy Nhà Trắng có tuổi đời hàng thế kỷ. Nixon cũng là tổng thống duy nhất có máy dò khói kích hoạt của Nhà Trắng. Ở vị trí thứ 8, Putin phết bánh xèo. Putin được mời dự tiệc tối nhưng vừa bước vào cửa đã được yêu cầu dọn bánh xèo. Đây là lễ gì vậy? Putin đã không thể hiểu được điều đó trong một thời gian dài. Nhìn vào những kỹ thuật nhỏ khéo léo, bạn biết rằng ở nhà bạn phải dành thời gian vào bếp. Này, tôi đã trải bánh xèo ra rồi mà cậu vẫn không cho tôi đi à? Hóa ra là cậu muốn tôi ăn lại. Nhìn đầu bếp cuộn bánh xèo một lượt, Putin không thể chờ đợi lâu hơn nữa nên nhanh chóng chộp lấy và cho vào miệng. Ăn xong tôi vẫn muốn làm một cái bánh bao và thử lại, nhưng tôi có thể làm gì được, dù tôi có véo mạnh thế nào thì vỏ bánh cũng không ổn. Cuối cùng, cả cái bánh bao hình như bị tai nạn xe cộ, tôi nghĩ mình không nên ăn cái bánh bao này nữa, nhanh chóng ngồi xuống đi. Sau khi về nước, Putin vẫn muốn ăn bánh xèo nhưng không còn cách nào khác, ông chỉ yêu cầu tôi làm bánh hấp chứ không yêu cầu phết bánh xèo, tôi chỉ có thể học trong khi làm việc đó. Đầu tiên hãy cho bột vào đó, nào, một hoặc hai.